Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Câu chuyện quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, bốn quốc gia thuộc hạ lưu của sông Mekong bao gồm Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những hoạt động của Trung Quốc trên sông Mekong. Các con đập trên dòng sông này được coi là chịu trách nhiệm cho đợt hạn hán tại một số quốc gia nói trên. Một trong những đặc điểm của Trung Quốc là nỗ lực kiểm soát môi trường của nước này chủ yếu được thực hiện thông qua chính sách xây dựng đập nước của họ. Quốc gia này là quê hương của một nửa trong số gần 50.000 đập nước lớn trên thế giới và nhiều đập nhỏ và vừa hơn nữa nhằm mục tiêu kiểm soát lũ, sản xuất năng lượng và tưới tiêu. Hơn nữa, kênh đào Bắc Nam được đề xuất mà sẽ đòi hỏi phải mở rộng việc xây đập trên sông, được quảng bá là sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng nước ở phía Bắc và giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu do băng tan như lũ lụt ở phía Nam. Trung Quốc đã và đang tích cực chuyển hướng các dòng chảy sông trong lãnh thổ của mình vì những lý do khác nhau. Trước khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời vào năm 1949, nước này chỉ có khoảng 22 đập nước. Giờ đây, nếu tính đến tất cả các đập thuộc mọi quy mô, còn số này có thể lên đến 85.000. Những con đập tạo ra tổng cộng 352,6 gigawatt điện, nhiều hơn công suất của cả Brazil, Mỹ và Canada cộng lại. Mặt khác, các dự án này khiến hơn 2-3 triệu người phải di rời. Khi Trung Quốc sáp nhập Tây Tạng, sự phụ thuộc của Tây Tạng vào nguồn nước của Tây Tạng là không đáng kể và gần như tất cả nước đều chảy xuống các nước thấp hơn ở ven sông. Ngày nay, với những dấu hiệu về biến đổi môi trường ở miền Bắc Trung Quốc, chính phủ đã quyết định thực thi quyền lợi của mình đối với các dòng nước ở cao nguyên Tây Tạng, chủ yếu là chuyển hướng dòng chảy từ miền Nam dồi dào nước lên miền Bắc khan hiếm nước. Từ lâu trước kia, vào năm 1952, Mao Trạch Đông đã chỉ ra rằng miền Nam có rất nhiều nước, miền Bắc lại rất ít. Nếu có thể, cho vay ít nước là điều tốt. Ông đã nhận ra tầm quan trọng của cao nguyên Tây Tạng đối với sự sinh tồn của Trung Quốc. Tuy nhiên, Ủy ban Đập nước Thế giới đã phát hiện ra những lỗ hổng lớn trong toàn bộ quá trình xây dựng đập và hoạt động của chúng. Dù là về mặt tạo ra năng lượng, tưới tiêu hay kiểm soát lũ, quan trọng nhất là những tác động đầy tai ương về kinh tế xã hội của nó. Nhiều đập trong số này được xây dựng trong những khu vực bất ổn về địa chấn và được cho là sản phẩm của việc xây dựng một cách yếu kém, liên quan đến việc ít tiền bạc và thời gian. Những con đập của Trung Quốc xây dựng không chỉ đe dọa an ninh kinh tế, chính trị và xã hội của Trung Quốc, mà còn cả an ninh khu vực vì chúng được xây dựng trên các dòng sông như Thanh Nguyên, Brahmaputra và Mekong chảy xuống các nước ở Nam Á và Đông Nam Á. Theo bà Judith Shapiro, tiến sĩ quan hệ quốc tế Đại học Hoa Kỳ, chính trong triều đại Mao Trạch Đông kéo dài 27 năm mà sự suy thoái môi trường đã bắt đầu ở Trung Quốc. Bắt đầu với việc xây dựng các đập lớn vào những năm 1950 và sự sụp đổ của vô số con đập nhỏ được xây dựng trong suốt thời kỳ đại nhảy vọt. Di sản này được tiếp tục bởi các nhà lãnh đạo kế tiếp nhau. Trên thực tế, một trong nhiều kỹ sư cấp thoát nước thủy lực, giáo sư Liu Zihui, trong khi phát biểu về dự án thủy lực lớn nhất trong lịch sử loài người, một con kênh trị giá 63 tỷ đô la Mỹ mà sẽ đem nước từ miền Nam Trung Quốc lên miền Bắc Trung Quốc, đã bình luận rằng: "Tôi không cảm thấy chúng ta đang chinh phục tự nhiên. Chúng ta nghĩ rằng bản thân tự nhiên đã không công bằng. Ông trời không công bằng. Đó là gì? Ông đã cho miền Nam Trung Quốc quá nhiều nước, nhưng lại cho miền Bắc quá ít. Ở trên đó là một vùng đất màu mỡ, một vùng đất bằng phẳng, nhưng nó lại có quá ít nước. Vì vậy, chúng ta nói rằng, vì ông trời không công bằng, nên chúng ta đang tìm cách cân bằng lại sự bất công của ông trời." Việc Trung Quốc xây dựng các con đập đã tác động mạnh đến chính bản thân Trung Quốc cũng như các quốc gia trong khu vực. Đối với Trung Quốc, việc xây dựng các hồ chứa và đập đã dẫn tới ba hệ quả lớn ở Trung Quốc: sự bần cùng về kinh tế, bất ổn xã hội và suy thoái môi trường, đặc biệt là đối với việc tái định cư. Để xây dựng các con đập, dân số phải rời bỏ nhà cửa, bị buộc phải đối mặt với việc mất đất mà trong hầu hết các trường hợp là có thể trồng trọt được. Sau khi tái định cư, diện tích đất trên đầu người của họ giảm xuống, điều mà cuối cùng dẫn tới sự suy giảm chất lượng đất. Ngoài ra, các kế hoạch tái định cư thiếu thỏa đáng và phần lớn được quản lý thiếu hiệu quả. Tình trạng không đất đai, không việc làm, không nhà cửa đã trở thành hiện tượng rộng khắp ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi việc xây dựng đập và hồ chứa. Trong nhiều trường hợp, người dân bị đẩy ra khỏi các khu vực tương đối bằng phẳng và phì nhiêu và bị tái định cư ở các sườn đồi cằn cỗi hoặc địa hình không thể ở được. Người ta bắt đầu cày cấy trên những sườn đồi dốc và ở những vùng cao khác, dẫn tới sự phá hủy rừng và đồng cỏ,
gây ra xói mòn đất và dòng chảy mặt gia tăng. Và để nhằm ứng phó, chính phủ Trung Quốc đang thực hiện chủ trương sự tái định cư phát triển hoặc tái định cư cùng với sự phát triển. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các con đập của Trung Quốc ngày càng làm gia tăng khả năng dễ tổn thương địa chất của nó. Chẳng hạn, vụ động đất Văn Xuyên năm 2008 được cho là do đập Tử Bình Bạc gần đó gây ra. Tây Nam Trung Quốc bất ổn về địa chấn và không có lợi cho các dự án lớn. Một trận động đất bị gây ra bởi các hồ lớn được xây dựng trên những đường đứt gãy được đề cập đến như là sự rung lắc địa chấn do hồ nước gây ra. Một hồ nước có công suất trên 1 tỷ mét khối và một con đập cao hơn 100 mét sẽ có 30-40% cơ hội gây ra động đất. Nhiều đập ở Tứ Xuyên và Vân Nam do đó phải trải qua bài kiểm tra khả năng gây ra động đất. Ngoài ra, những con đập này nếu bị hư hại hoặc bị phá hủy bởi động đất thì có thể dẫn tới số lượng thương vong lớn trong khu vực. Sai sót trong việc xây dựng nhiều đập của Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm vấn đề. Các thảm họa đập nước phần lớn là do những tiêu chuẩn thấp, bao gồm các khảo sát được chuẩn bị thiếu thỏa đáng, các kế hoạch thiết kế và xây dựng không khoa học, quá trình xây dựng được quản lý yếu kém, thiếu kiểm soát và giám sát chất lượng, và thậm chí là gian lận trong việc mua sắm nguyên vật liệu xây dựng. Năm 2007, đập San Bansi ở Đông Nam Quý Châu đã sập chỉ sau 13 giờ đi vào hoạt động do chất lượng xây dựng yếu kém. Tương tự vào năm 2013, con đập dài 100 mét đã sập và gây ra lũ lụt cho 19 ngôi làng ở cuối nguồn ở tỉnh Sơn Tây. Đập Tam Hiệp đã tạo ra rủi ro về thảm họa địa chấn vì nó có liên hệ tới nạn xói mòn đất, những rung lắc, hạn hán và sự bất ổn xã hội như chính nhà nước đã thừa nhận. Những vụ lở đất, các trận động đất nhỏ và những rạn nứt nhỏ được cho là đã xuất hiện trên những con đường và các tòa nhà giữa con đập và thành phố Trùng Khánh. Một vết nứt trên con đập này có thể gây ảnh hưởng đến mạng sống và phương kế sinh nhai của gần 300.000 người. Trong số những vấn đề môi trường khác, siêu đô thị của Trung Quốc, Thượng Hải có thể phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng về nước do sự phát triển thủy điện tràn lan ở các vùng thượng nguồn sông Dương Tử. Do việc xây dựng đáng kể các hồ nước chứa cho đập, lượng nước sạch chảy từ vùng thượng nguồn xuống Thượng Hải ít đi. Điều này có thể dẫn tới sự xâm nhập mặn. Bùn cũng là một trở ngại chủ yếu trong hoạt động của các con đập của Trung Quốc. Hồ chứa Tam Môn Hiệp, một trong nhiều đập ở Hoàng Hải, đã bị nghẽn bùn chỉ trong 6 năm, làm giảm trầm trọng khả năng chứa nước của nó. Sau này, con đập chỉ có thể phát điện cho một vài tháng trong mùa đông, vì vào thời điểm này lượng bùn ở sông đạt mức thấp nhất. Bùn làm giảm khả năng hoạt động của tua bin. Những dự án lớn như vậy cuối cùng dẫn tới lũ lụt trên quy mô lớn. Ô nhiễm nguồn nước do quặng thải đang được coi như là một mối đe dọa khác đối với an ninh nước ở Trung Quốc cũng như trong khu vực lân cận của nước này. Chẳng hạn, cao nguyên Tây Tạng có trữ lượng 126 loại khoáng sản khác nhau, bao gồm đồng, sắt, pha lê, urani, vàng và những loại khác. Quá trình tách quặng sản sinh ra chất thải độc hại có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước. Các đập cũng được xây dựng để trữ quặng thải. Nếu một đập nước như vậy bị sập, cạn quặng độc hại có tiềm năng gây ô nhiễm tất cả lượng nước sạch trong khu vực lân cận của nó. Vào năm 2011, một con đập như vậy đã bị sập ở mỏ mangan và gây ra 43% trường hợp khẩn cấp do nhiễm độc nước uống ở một dòng sông gần kề, phá hủy nhà cửa và khiến hơn 270 người trong khu vực đó phải rời bỏ nhà cửa. Đập Tam Hiệp, con đập có quy mô lớn nhất thế giới, bên cạnh được biết đến vì đã làm 1,9 triệu người mất nhà cửa, hệ sinh thái dọc và trên sông Dương Tử bị lâm nguy với tình trạng lở đất nghiêm trọng xảy ra ở hai bờ các nhánh sông, còn được biết đến là có tác động bất lợi đến nguồn nước sạch, đặc biệt là cá. Một lượng rất lớn nước ứ động được cho là có tảo độc sinh sôi nảy nở, gây ảnh hưởng đến sự đa dạng thủy sinh, cũng như khiến cho nước trở nên không thể uống được. Hơn nữa, sự lên xuống thất thường mực nước hồ chứa hơn 30 mét mỗi năm đã gây bất ổn cho các sườn đồi và gây ra một số vụ sạt lở đất. Tác động của các đập nước đối với Trung Quốc là vậy, còn các quốc gia trong khu vực thì sẽ như thế nào? Sự quản lý của Trung Quốc đối với sông Mekong, vốn bắt nguồn từ Tây Tạng, đã phải đối mặt với sự chỉ trích trên toàn thế giới, đặc biệt là từ các nước Đông Nam Á nằm ở hạ lưu con sông. Bốn quốc gia thuộc hạ nguồn của sông Mekong bao gồm Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam phụ thuộc vào dòng sông này cho thực phẩm, nước và vận tải. Và các quốc gia này đã bị ảnh hưởng xấu bởi những hoạt động của Trung Quốc trên sông Mekong. Tại Thái Lan,
Theo báo Bangkok Post năm 2019, tại tỉnh Nakhon Phanom, giáp biên giới với Lào, mực nước sông Mekong chỉ cao khoảng 1,5m, được xem là mức thấp nhất trong gần 100 năm qua. Tổ chức Mekong Freedom Network của Thái Lan nhận định, 8 đập thủy điện nằm trên lãnh thổ Trung Quốc là thủ phạm chính khiến mực nước sông Mekong xuống thấp kỷ lục. Các cộng đồng đánh cá và nông dân là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Khu vực trồng trọt của Việt Nam được nuôi dưỡng bởi sông Mekong đã liên tục bị đe dọa. Tầm quan trọng của sông Mekong đối với Việt Nam là rất lớn. Vùng châu thổ sông Mekong nằm ở vị trí thấp tại Việt Nam, là nơi sinh sống của hơn 21 triệu người và bao gồm các mảnh đất trồng trọt rộng lớn, nguồn gốc cho gần một nửa vụ mùa lúa gạo của Việt Nam. Vùng đất này cũng dễ bị tổn thương trước mực nước biển dâng lên. Khi lượng nước ngọt chảy từ Tây Tạng giảm xuống, xâm nhập mặn nhiều khả năng sẽ tăng lên và làm giảm hơn nữa sản lượng nông nghiệp. Trung Quốc đã từ chối trở thành một thành viên đầy đủ của Ủy hội sông Mekong, được thành lập bởi các nước hạ nguồn vào năm 1995 để giám sát sự phát triển thủy điện tại hạ nguồn sông Mekong. Nỗ lực của 4 nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam nhằm thúc giục Trung Quốc đánh giá các thay đổi của con sông tại hạ lưu do các đập của nước này gây ra và can dự vào hợp tác kỹ thuật đã thất bại. Trung Quốc đã là một đối tác đối thoại, một vị trí cho phép nước này lảng tránh sự xem xét kỹ lưỡng các con đập của mình và quyền của nước này khai thác tiềm năng thủy điện của sông Mekong có 21% diện tích lưu vực nằm ở Trung Quốc. Môi trường đang thay đổi ở tốc độ chưa từng thấy do những nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo. Và nếu không được xem xét, việc này có thể lên đến cực điểm là những căng thẳng hay xung đột giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng. Trung Quốc không tiết lộ bất cứ thông tin liên quan nào tới các chính sách quản lý dòng sông của mình. Bắc Kinh vẫn luôn duy trì sự im lặng chiến lược về các đề xuất và dự án chuyển hướng dòng chảy của mình. Việc này khiến bất cứ hình thức hợp tác nào giữa Trung Quốc và các nước láng giềng của nước này, bao gồm cả Ấn Độ, trở thành một vấn đề khó khăn. Có khoảng 354 tỷ mét khối nước chảy từ Tây Tạng sang Ấn Độ, trong đó sông Brahmaputra chiếm 131 tỷ mét khối. Brahmaputra là dòng sông quốc tế lớn được chảy qua Tây Tạng, Ấn Độ và Bangladesh. Dòng sông 2.900 km này chảy từ Tây sang Đông, khởi nguồn từ các dòng sông băng Che Mai Ung Dung gần Linh Sơn Cương Nhân Ba Tề. Từng là một dòng sông chảy tự do, bây giờ Brahmaputra bị xây đập trên mọi phần. Bắt đầu từ nhà máy thủy điện Tàng Mộc, một loạt các đập được xây dựng trên dòng sông này. Tháng 1 năm 2013, Trung Quốc phê duyệt 3 dự án xây đập trên sông Brahmaputra là một phần của kế hoạch 5 năm lần thứ 12, dấy lên mối lo ngại trên truyền thông Ấn Độ về tác động có thể xảy ra đối với dòng chảy hạ nguồn. Trong nỗ lực hạ thấp mối quan ngại của Ấn Độ về những vấn đề này, chính phủ Trung Quốc nhanh chóng đảm bảo với Ấn Độ rằng dự án sẽ được lên kế hoạch và cân nhắc một cách khoa học. Trung Quốc khăng khăng cho rằng đây là một dự án sản xuất thủy điện đập dâng, có nghĩa là một phần con sông đã được chuyển dòng để chạy qua các tua bin phát điện và sau đó nước sẽ lại chảy vào sông. Và theo lập luận của Trung Quốc, dự án sản xuất thủy điện đập dâng như vậy sẽ không làm giảm lưu lượng nước và không có bất kỳ tác động nào tới hạ nguồn. Phần lớn những khẳng định này không đúng sự thật. Thay vào đó, các dự án sản xuất thủy điện đập dâng vẫn lưu trữ lượng nước lớn vào ban ngày, chỉ được xả tất cả cùng một lúc vào buổi tối để phát điện trong giờ cao điểm. Những biến động hàng ngày trên sông gây ra sự gián đoạn lạ thường cho sinh thái sông. Hơn nữa, các đập lớn cũng làm tăng xác suất xảy ra động đất, phá hủy môi trường quý giá và làm đảo lộn cuộc sống của hàng triệu người phụ thuộc vào sông Brahmaputra. Không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng 3 đập thủy điện Đại Cổ, Nha Nhu và Gia Tra trên khúc giữa Brahmaputra. Các đập Đại Cổ và Nha Nhu được xây dựng ở thượng nguồn và đập Gia Tra ở hạ nguồn Tàng Mộc, tất cả chỉ cách nhau vài km. Nhà máy thủy điện Tàng Mộc với công suất 510 MW chỉ là khởi đầu. Trung Quốc có kế hoạch xây dựng 11 nhà máy thủy điện trên dòng chính và nhiều dòng nhánh Brahmaputra. Hoa Năng, Hoa Điện, Quốc Điện và Đại Đường, 4 tập đoàn điện lực lớn đã bắt rễ ở Tây Tạng. Trong số đó, Hoa Năng là công trình thủy điện lớn nhất ở khu tự trị Tây Tạng. Việc thiếu minh bạch về việc xây dựng đập trên sông Tây Tạng đặt ra câu hỏi về việc liệu người dân Tây Tạng và các quốc gia hạ nguồn có được thông tin đầy đủ về rủi ro và tác động đối với hệ thống sông đang nuôi sống hàng triệu người hay không.
Những con đập được đề xuất này sẽ gây ra mối đe dọa sinh thái nghiêm trọng không chỉ đối với cao nguyên Tây Tạng mà còn ở phía bên kia biên giới. Trung Quốc bằng cách xây dựng những con đập này sẽ phải chịu trách nhiệm về việc khai thác quá độ dòng sông, điều có thể gây nguy hiểm cho hệ sinh thái sông cũng như thay đổi dòng nước chảy xuống hạ nguồn, ảnh hưởng đến nông dân và ngư dân Ấn Độ và Bangladesh. Hơn nữa, Trung Quốc cũng có thể dễ dàng thao túng dòng chảy con sông, khiến Ấn Độ rơi vào thế bất lợi về chiến lược. Sức khỏe môi trường của cao nguyên Tây Tạng là rất thiết yếu đối với khoảng 1,3 tỷ người châu Á sống ở các lưu vực hạ nguồn sông. Không nên coi sông từ Tây Tạng là một nguồn thủy điện, mà cần xem xét nghiêm túc tầm quan trọng địa chất của những dòng sông này. Hiện nay, khi mà các quốc gia phương Tây đã ngừng các dự án thủy điện của mình và các quốc gia như Ấn Độ và các quốc gia đang phát triển cũng sẽ phải ngừng một số dự án do vấp phải sự phản đối quyết liệt ở trong nước. Trung Quốc đang ngày càng gia tăng năng lực thủy điện của mình và thực sự đã trở thành nước xây đập lớn nhất. Nếu phân tích về phí tổn lợi ích của các con đập của Trung Quốc được thực hiện theo một phương thức có chất lượng hơn, những thiệt hại mà Trung Quốc phải gánh chịu sẽ lớn hơn nhiều so với các lợi ích về số lượng dưới dạng sản lượng nông nghiệp và năng lượng. Khi xét tới căng thẳng kinh tế, xã hội và các quan ngại về an ninh đang gia tăng, Trung Quốc cần có một cái nhìn mới đối với chính sách thủy điện và đảm bảo an toàn cho người dân của mình. Hơn nữa, thái độ được mất ngang nhau đối với các nước láng giềng có thể dẫn tới một môi trường khu vực căng thẳng. Cả hai yếu tố này đều có khả năng làm chệch hướng câu chuyện phát triển của Trung Quốc trong dài hạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi, đóng góp ý kiến từ quý vị. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!